Và bây giờ thầy cùng các em chúng ta chuyển sang ví dụ 1. Ví dụ 1 của thầy như sau, viết gọn các tích sau bằng cách dùng vỉ thừa. Đầu tiên câu A. Các em tập trung nhá. Thầy có câu A này. Câu A của thầy là 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6. Thì các em thấy này, A nhân A nhân A, N số A thì là A mũ N. Vậy đây có là 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6. Thì chúng ta đếm này, 1 2 3 4 5 6 số 6. Cho nên ở đây có thể là bằng 6 mũ 6. Được chưa? Tiếp theo chúng ta đến câu B là 2 nhân 2 4 nhân 8 nhân 16. Ta có câu B nhá. B có thể là bằng 2 nhân 2 nhân 4 nhân 8 và nhân 16 thì bằng. Các em lưu ý cho thầy này. Đây thầy có là 2 nhân 2 thì thầy có ngay là A mũ M nhân A mũ N thì bằng A mũ M cộng cộng N. Mà 2 của thầy chính là 2 mũ 1. 2 ở đây cũng là 2 mũ 1 cho nên thầy có ngay là bằng 2 mũ 1 cộng 1 nhân này. 4 của thầy thực ra chính bằng 2 mũ 2. 8 của thầy thực ra chính là bằng 2 mũ 3. Và 16 của thầy thì bằng 2 mũ 4. Đúng không nào các em? Đó. Vậy ở đây ngay lập tức thầy có 2 mũ 1 cộng 1 tức bằng 2 mũ 2 nhân với 2 mũ 2 nhân 2 mũ 3 mà nhân 2 mũ 4.